Chương 7 Người thổi sáo ở cổng bình minh. Tiếng chim hồng tước nghe líu lo trong rặng liễu tối thẫm bên sông. Đã quá 10 giờ đêm, nhưng bầu trời còn rơi rớt lại vài vạt nắng nhạt của một ngày tàn. Cái nóng oi ả lúc ban chiều dần tan biến khi đêm hè ngắn ngủi dịu dàng, lướt bàn tay mát lành vào không trung. Chuột chũi nằm thẳng cẳng trên bờ sông đợi chuột sông về. Chũi thở hổn hển vì mệt mỏi sau cả ngày dài oi bức. Trời không một gợn mây từ tinh mơ đến lúc chạng vạng. Nó vừa la cà trên sông với mấy anh bạn khác, để chuột sông ở nhà tha hồ hàn huyên tâm sự với rái cá. Chuỗi về thì thấy nhà cửa tối om, vắng hoe vắng hắt. Chắc chắn là chuột sông đã tù tạt đâu đó cùng ông bạn chí cốt rái cá đến khuya mới về. Vẫn chưa dứt hẳn cơn nóng nên chuột chuỗi không vào nhà ngay, mà ngã lưng xuống thảm lá chút chít mát rượi. Vẫn vơ hồi tưởng những việc đã làm trong ngày và thấy rằng việc gì cũng hết sức lý thú. Có tiếng bước chân bước nhẹ trên lớp cỏ đã khô lại vì nắng. Đó là chuột sông đang đi về. Nó thốt lên: "Ôi chà, may mà mát mẻ được một lúc." Rồi ngồi xuống bâng khuâng lơ đãng nhìn ra mặt sông. Chuột chũi cất tiếng hỏi: "Người ta mời cậu ở lại ăn tối à?" Chuột sông đáp: "Ừ, lâu lắm rồi tớ không ghé qua mà. Cậu biết cánh nhà rái cá vẫn tốt tính thế nào rồi đấy. Tới tận lúc tớ về, cái gì họ cũng cố gắng hết sức để tớ được thoải mái tự nhiên. Nhưng suốt cả buổi, lúc nào tớ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng là họ đang rất buồn, dù đã cố không để lộ ra. Chuỗi à, tớ lo là họ nhà rái cá đang gặp rắc rối to. Nhóc béo phê lại biến đâu mất rồi. Cậu cũng biết là cha nó, rái cá bạn chúng mình ấy mà, thương con đến thế nào rồi đấy. Dù cậu ấy chẳng bao giờ nói nhiều về việc đó." Chuột chũi khẽ hỏi: "Sao kia, nhóc béo phê à? Lo lắng quá làm gì? Thằng bé suốt ngày đi lạc rồi lại tìm được đường về đấy thôi. Cũng có máu phiêu lưu lãng tử ra phết. Vả lại từ trước đến nay chưa có điều gì xấu xảy đến với nó cả. Mọi người quanh đây đều biết nó, quý nó, hệt như yêu mến rái cá vậy. Hãy nghĩ rằng một người bạn nào đó của chúng ta sẽ vô tình gặp nó dọc đường rồi đưa thằng bé về nhà an toàn. Chẳng phải có lần bọn mình cũng tìm thấy nó cách nhà hàng mấy dặm đường đấy thôi. Gớm, hôm ấy trông ông tướng con vẫn phởn phơ vô tư lự ra trò." Chuột sông cau mày: "Ừ, nhưng lần này không đùa được đâu. Thằng bé mất tích mấy ngày rồi. Nhà rái cá đổ đi tìm khắp nơi, khắp các hang cùng ngõ hẻm mà chẳng thấy tâm hơi gì sất. Họ cũng dò hỏi từng con vật sống nhiều dặm quanh đây, nhưng không ai biết gì về thằng bé cả. Rõ ràng là rái cá lo lắng hơn mức cậu ta thể hiện ra nhiều lắm. Rái cá còn bảo béo phệ bơi chưa được thuần thục lắm. Tớ đoán cậu ấy đang lo thằng bé lạc vào các đăng cá. Cứ nghĩ mà xem, mùa này nhiều luồng chảy ngầm, mà những chỗ như thế mới hấp dẫn thằng bé, thế nên mắc kẹt dễ như chơi. Rái cá không phải kiểu cha mẹ động một tí là lo cuống lên vì con cái. Vậy mà lần này cậu ta lo thật rồi đấy. Lúc tớ về cậu ấy cũng đi cùng, bảo là muốn hít thở một chút, đi loanh quanh cho khỏi chôn chân. Tớ thấy là lạ nên kéo rái cá ra một góc, hỏi mãi cậu ấy mới chịu nói. Rái cá định cả đêm nay sẽ ra khúc suối cạn tìm con. Cái chỗ ngày trước là đoạn suối cạn rồi người ta đã dựng cầu qua ấy, nhớ không?" "Nhớ chứ, nhưng sao rái cá lại ra đấy?" "À, hình như đó là chỗ cậu ấy dạy thằng béo phệ học bơi lần đầu. Hồi đó chỗ ấy nước nông, sỏi đá đã ăn bờ. Cũng ở chỗ cậu ấy đã dạy thằng bé bắt cá. Hôm bắt được con cá đầu tiên, thằng bé đã lấy làm hãnh diện lắm. Biết con thích chỗ đó, rái cá nghĩ nếu nó có đi lạc, biết đâu lại vô tình tìm đường về đấy. Tội nghiệp thằng bé, chẳng biết có đúng là nó đi lạc không nữa. Rất có thể nó tìm đến cái chỗ ưa thích ấy, hoặc có thể khi đi ngang qua nó dừng lại chơi ở đấy. Thế nên đêm nào rái cá cũng đến đấy tìm con, may ra lại thấy.
giờ chỉ còn biết trông chờ vào cơ may thôi. Cả hai im lặng một lúc lâu, cùng chìm vào ý nghĩ về người bạn đang cô đơn và buồn bã trên khúc sông cạn, tìm kiếm và chờ đợi suốt đêm dài trông mong một cơ may. Rồi chuột sông nói, nào, nào, ta chuẩn bị đi ngủ thôi. Nhưng trông nó chẳng muốn vào nhà ngủ chút nào, chuột chũi nói, chuột sông ơi, tớ không ngủ hay làm bất cứ việc gì khác được đâu. Bây giờ ta lấy thuyền rồi chèo ngược lên xem sao. Khoảng một tiếng nữa, trăng sẽ mọc. Tìm được đến đâu thì tìm. Dù sao thế vẫn còn hơn đi ngủ và chẳng được việc gì cả. Ừ, tớ cũng nghĩ hệt như vậy. Vả lại đêm nay muốn ngủ cũng không được. Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng. Chưa biết chừng lại có tin của thằng bé từ mấy anh bạn ưa dậy sớm. Chúng hạ thuyền. Chuột sông nắm lấy mái chèo và thận trọng khóa nước. Mặt nước phản chiếu bầu trời thành một dải bạc lấp lánh. Nhưng mỗi khi đi qua những vạt cây đổ bóng xuống nước thì tối đen như mực. Do vậy, chuột chũi phải liên tục căng mắt quan sát. Bốn bề tối tăm vắng vẻ nhưng vẫn nghe thấy tiếng đêm lao xao. Đó là những bước chân khẽ khàng đi lại, những bài hát, vài ba câu chuyện gẫu của các cư dân bé nhỏ đang tấp nập cuộc sống về đêm. Chúng cứ miệt mài bận rộn như vậy, cho tận lúc mặt trời mọc mới thảnh thơi đi nghỉ. Cả tiếng nước róc rách nghe cũng rõ hơn ban ngày. Thường bất ngờ nghe thấy ụp lên một tiếng ở đâu đó rất gần, hoặc đôi khi những luồng nước xiết vào nhau, nghe như chúng đang nói chuyện vậy. Dải chân trời hiện ra ngày một rõ, chia cách bầu trời và mặt đất. Rồi một quần lân quang bàng bạc nhô dần lên trên nền trời đen thẫm. Cuối cùng, đáp lại mặt đất chờ đợi đã lâu, nàng trăng khoan thai nhấc mình ra khỏi đường chân trời và từ từ trôi lên đỉnh trời. Mặt đất trải mở ra rõ ràng trước mắt với những cánh đồng ngút tầm mắt, những khu vườn yên tĩnh và dòng sông dịu dàng nối đôi bờ cỏ. Tất cả đều lung linh tươi tắn dưới ánh trăng, không còn che đậy những bí ẩn đáng sợ của bóng tối nữa. Hệt như một lần lột xác vậy, nơi này không biết bao nhiêu lần chuột sông và chuỗi đã đi qua. Vậy mà giờ chúng đang được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ, cứ như thể thiên nhiên vừa biến đi đâu mất, khoác lên mình y phục mới tinh rồi vội vã chạy về, mỉm cười e lệ chờ xem hai chàng chuột có nhận ra mình dưới bộ cánh xinh đẹp này không. Hai anh bạn buộc thuyền vào một gốc liễu rồi lên bờ, tiến vào cái xứ sở tĩnh lặng như vừa được rát một lớp bạc lóng lánh. Chúng kiên nhẫn kiểm tra từng bụi rậm, hốc cây, từng rãnh nước, hào, lạch, từng cái cống và cả những khúc đã cạn khô. Không thấy gì, chúng đành quay lại thuyền, tiếp tục ngược dòng tìm kiếm. Vầng trăng hiền hòa trên nền trời quang mây, dù ở rất xa cũng gắng hết sức giúp hai chú chuột trong chuyến đi vất vả này. Nhưng rồi cũng đến lúc phải đi, nàng trăng đành miễn cưỡng lặn xuống, bóng tối một lần nữa bao trùm đồng cỏ và dòng sông. Và rồi cũng hết sức chậm rãi, một sự thay đổi nữa đang diễn ra. Lại dần trông thấy dải chân trời, đồng cỏ và cây cối, nhưng hoàn toàn không giống như lần trước. Bóng tối mờ dần và từ từ tan biến, một tiếng hót chợt vút lên rồi tắt lịm. Làn gió nhẹ từ đâu thổi tới, lùa vào đám lau sậy và cỏ nến nghe xào xạc xào xạc. Chuột sông đương ngồi ở đuôi thuyền, nhường cho chuỗi chèo, chợt đứng bật dậy, nín thinh chăm chú nghe. Chuột chũi đang chầm chậm khua mái chèo và căng mắt quan sát đôi bờ. Chợt thấy điệu bộ lạ lùng của chuột sông thì tròn mắt nhìn bạn. Rồi chuột sông ngồi xuống thở dài nói, hết mất rồi, nghe sao mà mê ly và kỳ diệu đến thế. Sao nó lại hết mau như vậy nhỉ? Chắc chẳng bao giờ tớ được nghe lại nữa. Thứ âm nhạc ấy quả làm lay động lòng người. Tớ muốn được nghe lại biết chừng nào. Trên thế gian này chẳng có gì đáng mong mỏi ngoại trừ được nghe lại và chìm vào bản nhạc ấy mãi không thôi. Kìa, nó lại đến kìa. Chuột sông reo lên và như bị mê hoặc, nó đắm mình lắng nghe một lúc lâu rồi nó nói,
Bản nhạc trôi đi kìa, tớ sắp không còn được nghe nữa rồi. Ôi, chuỗi ơi, giai điệu tuyệt đẹp, niềm vui dâng đầy trong tiếng sáo trong trẻo đang vọng tới. Có nằm mơ tớ cũng chưa từng được nghe, mà cậu ơi, tớ nghe như có tiếng gọi trong bản nhạc ấy, nó còn thống thiết và cấp bách hơn cả giai điệu mê ly đó nữa. Chèo mau đi chuỗi, mạnh vào, chắc hẳn cả bản nhạc lẫn tiếng gọi đều hướng tới chúng mình đấy. Chuỗi làm theo lời bạn, nhưng thực sự chẳng hiểu mô tê gì cả. Nó nói, tớ chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy tiếng gió lùa qua bãi lau sậy, đám cói hay liễu gai thôi. Nhưng chuỗi có nói gì, đối với chuỗi sông lúc này cũng bằng thừa, vì nó còn đương run rẩy và xúc động quá đỗi. Dường như một phép màu nhiệm thần tiên nào đó đã thâu tóm hết các giác quan và kiểm soát linh hồn không thể nào kháng cự lại của nó. Chuột sông thấy chân tay mình mềm nhũn, ngất ngây theo tiếng nhạc. Một bàn tay vô hình nào đó đang quả quyết kéo nó đi. Chuột chuỗi lặng lẽ gắn chèo thật nhanh, chẳng mấy chốc chúng tới nơi dòng sông rẽ ra, nhánh sông ăn sâu vào bờ thành một dải dài. Chuột sông nãy giờ chẳng chú ý đến đường đi, chợt hất đầu ra hiệu bảo chuỗi cho thuyền đi vào nhánh nhỏ đó. Trời đã hửng lên từ bao giờ, nên lúc này chúng có thể thấy những cụm hoa dài tươi tắn như những hạt ngọc đính vào mép nước. Chuột sông chợt mừng rỡ kêu lên, gần hơn và rõ hơn rồi đấy, bây giờ chắc chắn cậu đã nghe thấy rồi phải không chuỗi? Ừ phải, tớ biết cậu đã nghe thấy mà. Quả vậy, anh chàng chuỗi nãy giờ cũng như chết lặng đi, chẳng còn thiết chèo thuyền khi tiếng sáo trong vách ùa vào tai nó như đợt sóng xô bờ. Nó thấy những giọt nước mắt xúc động lăn trên má chuỗi sông. Chuỗi gật gật đầu và hiểu ra tất cả. Từ nơi con thuyền đang dừng lại đây, quanh bờ sông, những cây trân châu tía mềm mại mọc lên như dải đăng ten kiều diễm và nghe vang vọng trên mặt nước. Trong giai điệu mê ly có tiếng gọi rõ ràng không sao cưỡng lại nổi. Nhất quyết bắt chuột chuỗi phải nghe theo, và quả thật anh chàng chuỗi như một cái máy tiếp tục sải tay chèo. Ánh rạng đông sáng lên thấy rõ, nhưng chẳng thấy chú chim nào cất tiếng hót như thói quen của chúng mỗi buổi bình minh. Trừ điệu nhạc như vọng xuống từ thiên đường kia, bốn bề tuyệt nhiên tĩnh lặng. Dọc bờ sông, khi con thuyền lướt qua, lớp cỏ nhung mượt như đang bảo chuỗi sông, chuỗi chuỗi rằng, từ trước tới nay chưa có buổi ban mai nào tinh khôi và thanh khiết như hôm nay. Và quả thật, chúng chưa bao giờ thấy hoa hồng rực rỡ đến thế, cỏ liễu duyên dáng nhường ấy và cây rose tỏa hương ngọt ngào hơn, nghe như có tiếng thì thầm vọng tới từ con đập trước mặt. Chuỗi sông và chuỗi hiểu rằng chúng đã đến gần đích lắm rồi. Dù có là gì chăng nữa thì chắc chắn đây cũng là điều hằng chờ đợi chúng. Trước mặt chúng là khoảng nước rộng hình bán nguyệt, những bọt bong bóng lung linh và mặt nước lấp lánh trong ánh bình minh. Một con đập lớn chắn ngang làm dòng chảy đang tĩnh lặng chợt rộn lên với những xoáy nước xoay tròn, nhả ra từng đám bọt muôn màu. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng nước trầm trầm êm ái vỗ vào chân đập. Chính giữa dòng là nước mềm mại bao quanh một hòn đảo với hàng dương liễu và phong bạc tha thước rủ lá đứng bên nhau. Rụt rè, kín đáo và đầy ý vị, hòn đảo Huế đang che giấu điều gì đó dưới lớp áo xanh kia. Chờ đợi đến đúng lúc người được gọi và được chọn tìm đến nơi. Chầm chầm, nhưng không chút hồ nghi hay lưỡng lự, hai chú chuột rẽ mặt nước lao sao, đáp thuyền vào dải bờ mọc đầy hoa. Chúng chờ đợi một điều gì đó trọng đại sắp xảy ra. Cả hai không nói một câu, cùng nhau lên bờ, xuyên qua những bụi hoa. Các loài thảo mộc và cỏ dại cứ rậm rạp thêm theo mỗi bước đi. Rồi một trảng cỏ hiện ra trước mắt chúng, một màu xanh lục mượt mà, bao quanh là vườn quả của thiên nhiên với những cây táo dài, anh đào dài và mận gai. Chuột sông nửa tỉnh nửa mơ thì thầm nói, đây chính là nơi đã vang lên tiếng sáo vừa rồi, chính là từ nơi này bản nhạc đã dẫn dắt chúng mình. Chính tại đây, nơi thiêng liêng này chứ không đâu khác, chắc chắn ta sẽ tìm thấy người thổi sáo. Đột nhiên,
Chuỗi chuỗi thấy một luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể, làm toàn thân nó như mềm nhũn ra và ra lệnh cho nó phải đứng yên, cúi đầu lắng nghe. Điều đó không làm chuỗi hoảng sợ, mà trái lại, nó cảm thấy thanh thản, hạnh phúc lạ lùng. Chính bởi cái sức mạnh kỳ diệu đã chiếm lĩnh và điều khiển nó, chuỗi hiểu rằng một bàn tay thần thánh siêu nhiên nào đó đang ở gần đâu đây. Khó khăn lắm, nó mới có thể ngoảnh nhìn chuột sông và thấy bạn mình cũng đang run rẩy vì xúc động. Trong khi đó, bốn bề cây cỏ không một tiếng động, dù chắc hẳn họ hàng nhà chim vẫn đang ẩn mình trong cành lá. Một ngày mới đang đến rất gần. Dù giờ đây tiếng sáo đã ngừng thổi, có lẽ chuỗi sẽ chẳng bao giờ dám ngước mắt lên nếu mệnh lệnh trong khúc nhạc không chi phối và điều khiển nó đến vậy. Nó không thể rút lui, cho dù có thể thần chết đang chờ nó, một khi ngài đã quét ánh mắt chết chóc lên những gì được ẩn giấu. Chuỗi run run khe khẽ ngẩng đầu lên, nó thấy trong ánh sáng tinh khôi của một ngày mới, thiên nhiên mang trên mình những màu sắc rực rỡ chưa từng thấy, truyền sức sống vào vạn vật. Và chuỗi gặp ngay ánh mắt của người bạn, người cứu giúp đó. Nó thấy một cặp sừng cong ngược về phía sau, bóng lên trong ánh bình minh. Cái mũi gồ lên nghiêm nghị giữa đôi mắt hiền từ long lanh nhìn xuống. Bộ râu quai nón bao quanh khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Cánh tay rắn chắc khoanh lại trước bộ ngực khỏe mạnh. Bàn tay dài mềm mại vẫn còn nắm cây sáo chắc hẳn vừa rời khỏi môi. Trên lớp cỏ mượt, đôi chân lông lá duyên dáng co lại trong trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối. Và cuối cùng, một chú rái cá con đang ngoan ngoãn nếp vào lòng người thổi sáo, say sưa ngủ ngon lành trong sự bình yên và an toàn. Người thổi sáo ở đây mà tác giả đang miêu tả chính là thần ban trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần nửa thân trên là người, đầu có sừng, hai chân là chân dê. Theo thần thoại, Pan là thần thiên nhiên, đồng nội, rất giỏi ca hát nhưng rất bí ẩn, thường làm con người bất ngờ đến mức hoảng sợ. Thần luôn mang bên mình một loại nhạc cụ làm từ các ống sợi, trông hơi giống hình cái bè nên còn được gọi là sáo bè. Tất cả những điều đó đập vào mắt chuột chuỗi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến nghẹt thở, nhưng hết sức rõ ràng, sinh động trong ánh bình minh. Nó biết mình không mơ, nhưng không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Nó lấy hết hơi mà chỉ có thể run run khẽ nói: "Chuột sông ơi, cậu có sợ không?" "Sợ ư?" Chuột sông lẩm bẩm, đôi mắt nó ánh lên niềm say mê cực độ. "Sợ à? Sợ ngài ư? Ồ không, không bao giờ. Mà có chuỗi à, tớ cũng sợ." Hai người bạn cùng quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu. Rồi thật bất ngờ và đầy màu nhiệm, vầng mặt trời đỏ rực nhô lên từ đường chân trời ngay phía trước mặt chúng. Những tia nắng đầu tiên lướt qua mặt cỏ làm chói lòa đôi mắt chúng. Đến khi chúng có thể mở mắt ra được, thì khung cảnh kỳ diệu ấy không còn nữa. Không gian lại ngập tràn tiếng chim ríu ran hót chào bình minh. Chuột sông và chuỗi căng mắt nhìn quanh, chúng cảm thấy sự hụt hẫng đến trống trải ngày một rõ hơn trong lòng. Khi chúng dần hiểu ra những gì mình thấy và đã mất, một làn gió nhẹ lướt qua để lại dấu chân của nó trên mặt nước lặng như gương, khẽ lùa vào vòm dương lá rung và làm rung rinh sương mai trên những bông hồng. Làn gió ấy dịu dàng mơn man khuôn mặt chuột sông và chuỗi, và ngay lập tức chúng không còn nhớ gì nữa. Đây chính là món quà cuối cùng, món quà quý giá nhất mà vị á thần tốt bụng ban cho những người được thần hiện mình giúp đỡ. Món quà ấy là sự quên lãng, vì rằng nếu những ký ức hãi hùng còn đọng và được nuôi dưỡng, chúng sẽ lẫn át niềm vui và sự thanh thản. Và nếu hồi tưởng cứ theo đuổi ám ảnh mãi, thì sẽ chẳng tốt đẹp gì cho kiếp sau của những con vật bé nhỏ vừa được thần cứu giúp này. Sự quên lãng sẽ giúp chúng được vô tư sung sướng như trước. Chuột chuỗi đưa tay dụi dụi rồi mở to mắt nhìn chuột sông, và thấy anh bạn cũng đang ngẩn ra nhìn mình. Nó nói: "Chuột sông ơi, cho tớ xin lỗi nhé,
lúc nãy cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Chuột sông đờ đẫn đáp, hình như tớ đang bảo cậu là ở đây, chính nơi đây. Ừ, phải đúng chỗ này rồi, bọn mình sẽ tìm thấy béo phệ. Kìa cậu, ôi trời ơi, nó đây này, thằng bé đây rồi. Chuột sông mừng rỡ kêu lên, rồi chạy ngay đến bên chú rái cá bé bỏng vẫn đang ngủ say tít thò lò. Nhưng chuột chũi vẫn đứng lan man suy nghĩ. Một người vừa choàng tỉnh từ một giấc mơ đẹp thì luôn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng chẳng thể nhớ được gì ngoài cảm giác mơ hồ về sự ngọt ngào của giấc mơ ấy. Đúng vậy, sự ngọt ngào ấy vậy mà cảm giác lâng lâng bồng bềnh đó cũng dần tan biến. Và kẻ nằm mộng phải cay đắng chấp nhận cái phút giây phũ phàng khi chớp mắt tỉnh dậy và đối diện thực tại. Chuột chũi căng óc nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra nổi điều gì, đành chán nản lắc đầu rồi đi theo chuột sông. Chú rái cá con tỉnh dậy, thấy hai người bạn của cha mình, những người vẫn thường cùng nó chơi đùa, thì mừng rỡ kêu ré lên. Nó khoái chí uốn éo thân mình sau giấc ngủ đã đời. Nhưng bỗng nó ngẩn mặt ra, rồi chạy vòng vòng tìm kiếm cái gì đó và bắt đầu mếu máo khóc. Cứ như thể một đứa bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay bà vú nuôi, đến khi tỉnh dậy lại thấy có mình ở một nơi xa lạ. Nó sẽ tìm hết mọi xó xỉnh, chạy hết chỗ này chỗ khác, và cảm thấy nỗi tuyệt vọng đang lớn dần lên trong lòng. Chú rái cá con ấy cũng lùng sục khắp hòn đảo, không bỏ sót một nơi nào, cho đến lúc mệt mỏi rã rời, nó đành bỏ cuộc, ngồi tủi thân oà khóc nức nở. Chuột chũi vội chạy tới vỗ về an ủi nó, nhưng chuột sông thì ngần ngại nhìn quanh và dò xét mấy dấu móng guốc in rõ trên cỏ. Nó trầm ngâm lẩm bẩm, một con vật lớn đã ở đây. Chuột sông cứ đứng đăm đăm chiêu chiêu như vậy, trong tâm trí nó gợn lên những suy nghĩ khó hiểu. Chuột chũi thì gọi, mau lại đây nào chuột sông, chắc giờ này rái cá vẫn còn đang khổ sở chờ đợi chỗ khúc suối cạn. Dỗ dành béo phệ xem ra cũng không khó khăn lắm. Hai anh chàng chuột hứa sẽ cho nó đi một chuyến đã đời trên sông bằng chiếc thuyền thật sự của chuột sông. Rồi chúng dẫn chú rái cá ra tới mép nước, bế nó lên, đặt nó yên vị trong lòng thuyền. Mỗi chú chuột ngồi một bên và chèo thuyền về. Mặt trời đã lên hết, sáng chói chang. Chim chóc ríu rít hót mãi không thôi, và những đóa hoa như đang mỉm cười gật đầu chào chúng từ hai bên bờ sông. Nhưng dường như cả chuột sông và chuột chũi đều lờ mờ cảm thấy chúng đã từng thấy khung cảnh màu sắc còn diễm lệ, thơ mộng hơn thế này vào một lúc nào đó mới đây thôi. Ấy vậy mà đành chịu, chẳng thể nhớ được ở đâu. Ra tới nhánh sông chính, chúng quay mũi thuyền hướng thẳng tới nơi chúng biết rái cá vừa thức trắng đêm và vẫn đang vò võ ngóng trông. Tới gần khúc cạn, chuỗi chèo thuyền vào bờ. Chúng bế béo phệ ra khỏi thuyền, đặt nó đứng xuống đất, ra hiệu bảo nó đi theo con đường mòn, rồi thân ái vỗ lên lưng nó để tạm biệt. Đoạn chúng nhảy ngay lên thuyền, chèo ra giữa dòng. Nhưng cả hai đều sát mắt dõi theo chú rái cá bé nhỏ lạch bạch bước đi trên con đường mòn, cho tới khi nó chợt ngẩng phắt lên, bước thấp bước cao, hấp ta hấp tấp và uốn éo mình kêu ré lên những tiếng đến là chói tai. Nhìn ngược lên một đoạn, chuột sông và chuỗi thấy ngay rái cá cũng bật dậy, bối rối đến mức cứ đứng trên trên, và chúng nghe thấy tiếng người cha ấy, sau biết bao âm thầm nhẫn nại, bật ra tiếng kêu mừng mừng tủi tủi được gặp lại con trai. Rái cá chẳng còn thiết đến bụi liễu gai, cứ thế chạy xuyên qua để đến ngay với con. Vậy là chuyến đi của hai chú chuột đã được một cái kết có hậu. Chuột chuỗi chèo thật mạnh đổi hướng thuyền, và để mặc dòng nước muốn mang chúng đến đâu thì mang. Vì con thuyền nhỏ tự nó trôi đi, chuột chũi mệt mỏi ngã vào mái chèo và nói, chuột sông này, tớ thấy mệt mỏi lạ lùng. Cậu sẽ bảo là tại thức trắng cả đêm chứ gì. Không đâu, thức như thế chẳng nhằm nhò gì hết. Cứ độ này hàng năm, cả tuần thì chắc phải một nửa là thức trắng. Chắc chắn không phải tại thức đâu. Tớ cảm thấy như thể vừa trải qua điều gì đó hết sức ly kỳ, còn có phần rùng rợn đáng sợ nữa là đằng khác. Mà hình như điều đó chỉ vừa mới xảy ra thôi, vậy sao ta chẳng thấy gì khác biệt nhỉ?
chuột sông ngã lưng ra sau, nhắm mắt lại và lẩm bẩm. Hoặc cũng có thể là một bất ngờ kỳ diệu nào đó. Tớ cũng có cảm giác hệt như cậu, chuỗi ạ. Quả là toàn thân rã rời. Cũng may là còn có dòng sông đưa chúng mình về nhà, lại được mặt trời sưởi ấm đến tận xương, chẳng phải là điều đáng mừng lắm sao? Còn được nghe tiếng gió đùa trong đám liễu và lau sậy nữa. Chuỗi mơ mơ màng màng vì buồn ngủ, gật đầu nói, nghe như tiếng nhạc ấy nhỉ, từ xa vẳng lại. Chuột sông cũng đang díp hết cả mắt đáp, ừ, tớ cũng nghĩ vậy, nghe như nhạc vũ hồi ấy, loại nhạc cứ du dương ngân nga mãi không ngừng ấy mà. Nhưng có cả lời nói nữa đấy, tiếng nhạc ngừng thì có lời nói xen vào, tớ có nghe được, rồi lại là tiếng nhạc êm dịu. Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng lau sậy khẽ xào xạc thôi. Chuột chuỗi buồn buồn nói, tai cậu thính thật đấy, tớ chẳng nghe được lời nói nào cả. Chuột sông khẽ nói, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Để tớ nghe rồi nói lại cho cậu, lại có tiếng nói này nhẹ lắm nhưng nghe rất rõ. Để buồn đau không ám ảnh các ngươi, biến hạnh phúc ngọt ngào thành thứ tẻ nhạt nhàm chán, hãy tin rằng quyền phép của ta có thể giúp ngươi những lúc nguy nan, nhưng rồi ngươi sẽ phải vĩnh viễn lãng quên. Đám lau sậy hòa thêm vào mấy tiếng lãng quên, chừng như lau sậy đang thở dài và lời thì thầm lặng dần trong tiếng gió lao xao. Kìa, tiếng nói trở lại đấy. Vì không muốn đôi chân nào bị sưng tấy lên trong đau đớn, chính ta phá những cạm bẫy răng mắc khắp nơi. Có thể ngươi sẽ thấy hình hài ta, nhưng chắc chắn rồi tất cả sẽ chỉ là lãng quên. Trèo gần lại, chuỗi ơi, trèo gần lại đám lau sậy đi nào. Tiếng nói khó nghe quá, mỗi phút lại một nhỏ đi. Cứ giúp và che chở, ta bảo vệ những cậu bé lang thang trong rừng thẳm, những kẻ xa cơ lỡ bước, ta chữa lành những vết thương. Hãy nói với họ rằng rồi tất cả sẽ chỉ là lãng quên. Lại gần nữa, gần hơn nữa đi chuỗi. Ôi không kịp nữa rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng rì rào xào xạc thôi. Chuột chuỗi nhanh trán hỏi, rốt cuộc những lời nói ấy nghĩa là gì nhỉ? Chuột sông chỉ đáp, điều đó thì tớ cũng chịu, nghe được gì thì tớ nói lại nguyên si như vậy thôi. À, lại nghe thấy rồi, lần này rõ ràng từng câu từng chữ. Cuối cùng bây giờ mới là điều không thể nhầm lẫn được. Thật là giản dị, đầy thiết tha, hoàn mỹ. Nhưng chuột chuỗi đợi mãi mà không thấy chuột sông nói tiếp. Gần như chuỗi đã ngủ gật mất rồi, nắng ấm là vậy mà. Nó chớp mắt hỏi, sao nào, cậu nói tiếp đi chứ. Anh bạn nó vẫn chẳng trả lời. Nó ngước nhìn bạn và chợt hiểu ra sự im lặng ấy nghĩa là gì. Chuột sông đã chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Khuôn mặt còn ánh lên nụ cười rạng rỡ và hình như nó vẫn đang say sưa lắng nghe. Hết chương 7. Chương 8. Cóc phiêu lưu. Cóc thật sự hiểu rằng mình đã bị cầm tù trong gian hầm ngục ẩm thấp, nặng mùi uế khí độc hại. Giờ đây bóng tối đằng sau những thành lũy trung cổ đã ngăn cách nó với thế giới ngập tràn ánh sáng của những con đường rải đá xăm, nơi nó đã có những giờ phút thật sung sướng, nơi gắn bó với nó như thể chính cóc là chủ nhân của tất cả các con đường trên đất nước Anh vậy. Nó nằm sóng sượt trên sàn ngục, xót xa tấm tức khóc, chỉ cảm thấy nỗi tuyệt vọng khôn cùng tận đang dâng lên trong lòng. Nó than thở một mình, hết cả rồi, chí ít là đã đi tông con đường danh vọng của cóc. Cũng như nhau cả thôi, chàng cóc phong lưu có tiếng, giàu có và hiếu khách. Chàng cóc ung dung tự do tự tại và lịch thiệp trang nhã. Than ôi, ngày ấy biết bao giờ mới trở lại, bị bỏ tù chống vánh chỉ vì đã táo bạo trộm một chiếc xe hết sảy, lại nằm trong tay một lũ cảnh sát mặt đỏ béo phì. Đến đây, mấy tiếng nấc cục làm cóc nghẹn lời. Ta là một gã ngốc, giờ phải chịu cảnh bị giam cầm ở cái xó đáng nguyền rủa này.
cho tới khi những kẻ vốn vẫn tự hào được quen biết ta không còn mảy may nhớ đến cốc nữa. Ôi Bác Lửng Uyên Thông, ôi chuột sông Tháo Vát và chuột chũi Đúng Mực, sao các bạn có thể hiểu biết thấu đáo về thế giới và con người đến vậy? Ôi còn ta, cốc khốn khổ và bị bỏ rơi. Nhiều tuần tiếp theo và cả ngày cũng như đêm, cốc đều than vãn rên rỉ như vậy, chẳng buồn ăn uống gì sất, cả bữa chính cũng như các bữa phụ. Mặc đám gác ngục vốn thừa biết cốc có túi tiền rủng rỉnh vẫn thường gợi ý khéo rằng nếu cốc muốn, tiện nghi thậm chí xa hoa đều có thể thu xếp được theo một giá phải chăng. Lão quản ngục có một cô con gái hiền lành tốt tính, vẫn thường giúp lão làm những việc nhẹ trong nhà ngục. Cô gái đặc biệt yêu thích các loài động vật. Cô nuôi một con chim bạch yến trong cái lồng ban ngày treo trên tháp. Ban đêm, cô mang bạch yến vào phòng khách và bôi cho nó một lớp dầu thơm. Ngoài ra, cô còn nuôi mấy con chuột lang và một chú sóc nghịch ngợm không bao giờ chịu ngồi yên. Và cô gái hiền thục ấy đã mủi lòng trước cảnh than khóc sầu não của cốc. Nên một hôm cô nói với cha: "Cha ơi, con không thể để con cốc tội nghiệp ấy buồn bã và gầy sọp đi như vậy được. Cha cứ để con chịu trách nhiệm quản lý nó. Con yêu quý các loài vật đến mức nào cha cũng biết rồi mà. Con sẽ cho nó ăn, bắt nó ngồi dậy động tay động chân làm việc." Lão quản ngục đáp rằng cô có thể tùy ý làm gì với cốc cũng được. Lão đã chán ngấy cốc và cả cái thói hờn dỗi, làm bồ, làm tịch, kỳ bo keo kiệt của nó lắm rồi. Thế là ngày hôm ấy, cô gái thực hiện ngay ý định tốt đẹp của mình và đến gõ cửa buồng giam cốc. Cô dịu dàng nói trong khi bước vào: "Vui lên đi cốc, hãy ngồi dậy lau sạch nước mắt và tỏ ra là một anh chàng biết điều đi nào. Cậu nếm thử mấy thứ này xem, thấy không? Tôi mang đồ ăn nóng sốt vừa nấu xong đây." Hai đĩa đầy thịt rán được bê vào, mùi thơm phương phức bay khắp gian ngục thất chật hẹp. Cốc ngửi thấy cả mùi súp bắp cải đang bốc khói nghi ngút, trong khi vẫn mãi đau khổ nằm úp mặt xuống đất. Trong một thoáng, nó chợt nghĩ, có lẽ cuộc đời không đến mức vô vị và tuyệt vọng như nó đã tưởng tượng. Nhưng nó vẫn rên rỉ than khóc, vùng vằng quẫy đạp hai chân và từ chối mọi cử chỉ quan tâm. Thế là cô gái thông minh ấy đi ra, nhưng mùi súp bắp cải vẫn thơm lừng hầm ngục. Và giữa những lần thổn thức nức cục, cốc hít hà mùi thức ăn thơm ngon và nghĩ ngợi. Trong đầu nó hiện ra những ý tưởng mới mẻ và đầy cảm hứng về sự trang nhã, về thi ca và những điều nó còn chưa làm được. Nó nghĩ đến đồng cỏ mênh mông khi nắng ấm và gió nhẹ thổi, đàn gia súc nhẫn nha đi lại gầm cỏ. Nó nghĩ đến những vườn rau có hàng rào thảo mộc thẳng tắp bao quanh, những chú ong mật bay quanh khóm hoa mõm chó. Nó nhớ lại tiếng bát đĩa va vào nhau lăn canh đến là vui tai khi bàn ăn được dọn ra trong dinh cốc. Cả tiếng chân ghế mía xuống mặt sàn nghe ken két. Không khí trong nhà ngục không còn bức bối và tù túng như trước nữa. Cốc bắt đầu nghĩ đến bạn hữu và mường tượng ra giờ này chúng đang làm gì. Nó cũng nghĩ đến mấy ông luật sư và chắc mẩm họ khoái vụ xử nó lắm. Thế nên cốc tiếc rẻ nghĩ bụng, sao mình không phạm pháp đến vài lần. Và cuối cùng, nó mơ tưởng hão huyền rằng mình túc trí đa mưu lắm. Nếu chịu khó để tâm thì việc gì cũng làm được. Thế là cơn sầu não nhiều tuần qua hầu như đã tan biến hết. Mấy tiếng sau, cô gái trở lại, bưng một cái khay với tách trà thơm còn bốc khói, một đĩa đầy có ngọn những lát bánh mì rất dày, phết bơ nướng nóng giòn vàng rộm ở cả hai mặt. Những giọt bơ nóng thấm qua lớp bánh hệt như mật ngọt ứa ra từ tổ ong. Mùi bánh mì nướng ấy rõ ràng có thể nói chuyện được với cốc, kể cho nó nghe về gian bếp ấm cúng, bữa sáng ngon lành trong những ngày sương giá. Những tối mùa đông, công việc xong xuôi, xỏ dép lê ngồi thoải mái bên lò sưởi, và cả tiếng con mèo lười gừ gừ dễ chịu hay chú bạch yến líu ríu ngái ngủ. Cốc ngồi dậy lau khô nước mắt, nhấp một chút trà, nhấm nháp bánh mì nướng và bắt đầu nói chuyện một cách hết sức tự nhiên về bản thân mình,
về ngôi nhà của mình, những việc nó làm hồi còn ở nhà, và rằng nó là một người hết sức quan trọng, rằng bạn bè luôn hết lòng tận tụy với nó. Cô con gái lão quản ngục thấy ngay rằng câu chuyện làm cốc lên tinh thần, chẳng kém gì nước trà nóng, và cứ thế cốc nói hết chuyện này sang chuyện khác. Cô gái nói, hãy kể về Dinh Cốc đi, nghe có vẻ hay lắm. Cốc tự hào đáp, Dinh Cốc đứt đuôi là chỗ ở của các quý ông. Phải công nhận là độc nhất vô nhị đấy, bắt đầu xây từ hồi thế kỷ 14 đấy nhé, nhưng mới đây được hoàn thiện bằng những tiện nghi hiện đại nhất. Vệ sinh sạch sẽ thì miễn chê, đi đến nhà thờ, bưu điện hay sân gôn cũng chỉ mất có 5 phút thôi, đặc biệt thích hợp để... Cô gái bật cười nói, cầu Chúa phù hộ cho cậu, tôi có định mua dinh thự ấy đâu. Có gì thì cậu cứ nói đúng như thế, nhưng đợi một lát tôi mang thêm trà và bánh tới đã. Cô nhẹ nhàng đi ra, rồi loáng một cái đã trở lại, bưng một khay đầy đặn cả bánh lẫn trà. Cốc ngon lành muốn nấu bánh mì nướng, tâm trạng nó hầu như đã hoàn toàn phấn chấn trở lại. Nó cao hứng kể cho cô gái nghe về các loại thuyền của mình, về hồ câu cá, vườn rau có tường bao quanh, rồi cả chuồng lợn, chuồng ngựa, chuồng nuôi bồ câu, nuôi gà. Cốc nói cả về việc vắt sữa bò hàng ngày, về phòng giặt là, tủ đựng bát đĩa, những sấp vải lanh, cô gái thích mê cái món này, về sảnh ăn tiệc và những lúc vui vẻ bên bàn tiệc khi tất cả bạn bè đều tụ tập. Còn Cốc thì lâng lâng phong độ, thỏa sức hát hò, kể chuyện pha trò với mọi người. Cô gái hỏi về bạn bè của Cốc và say sưa nghe tất cả những điều Cốc kể về chúng. Chúng sống ra sao, thường làm gì lúc rỗi rãi. Dĩ nhiên cô không nói gì về việc cô rất thích các con vật nuôi trong nhà, vì cảm thấy như thế là xúc phạm ghê gớm đến Cốc. Cô gái còn mang nước sạch tới và dọn cho Cốc một cái ổ êm ái. Khi cô chúc nó ngủ ngon, Cốc trở lại là anh chàng lạc quan đến mức tự mãn như trước. Nó còn khoái chí hát một hai bài, những bài nó vẫn thường hát trong những buổi dạ tiệc, rồi cuộn mình trong ổ rơm và có một đêm nghỉ ngơi thật sự với những giấc mơ tuyệt vời. Từ đó, chuỗi ngày nhạt nhẽo cứ thế trôi đi, nhưng Cốc và cô con gái lão quản ngục đã có biết bao cuộc trò chuyện thú vị cùng nhau. Càng ngày, cô gái càng thấy thương cảm cho Cốc. Cô nghĩ rằng thật là đáng xấu hổ khi đem bỏ tù một con vật nhỏ bé tội nghiệp chỉ vì lỗi lầm theo cô là hoàn toàn có thể tha thứ được. Còn chàng Cốc tự phụ dĩ nhiên lại chắc mẩm rằng cô gái yêu thích vẻ duyên dáng trang nhã của nó. Cốc không thể không lấy làm tiếc rẻ rằng địa vị xã hội của họ cách nhau quá xa, dù cô nàng đến là hiền dịu và rõ ràng đã ngưỡng mộ nó lắm rồi. Một hôm, cô con gái lão quản ngục tỏ ra đăm chiêu tư lự. Cốc hỏi gì thì lơ đãng trả lời và chẳng có vẻ gì là để ý đến những lời trêu đùa và nhận xét lém lỉnh của Cốc. Đột nhiên cô nói, Cốc này, hãy nghe đây, cô ruột tôi là thợ giặt. Cốc tươi cười vui vẻ đáp, ồ, chẳng hề gì, cô đừng băn khoăn về điều đó. Tôi mà muốn thì sẽ có ngay đến mấy bà cô làm thợ giặt ấy chứ. Nghiêm túc và người yên nghe này Cốc, cậu nói quá nhiều, đó là nhược điểm lớn nhất của cậu. Tôi đang tập trung suy nghĩ mà cậu cứ nói liên tục làm tôi nhức hết cả đầu. Thế này nhé, cô tôi làm nghề thợ giặt. Quần áo của tất cả tù nhân trong lâu đài này đều một tay cô ấy giặt hết. Những công việc như thế chúng tôi cố gắng duy trì giữa những người trong nhà với nhau thôi, cậu hiểu chứ? Cứ sáng thứ hai cô ấy đến gom đồ bẩn đi giặt, tối thứ sáu mang trả, hôm nay là thứ năm. Có điều này tôi vừa mới nghĩ ra. Cậu rất là giàu, chí ít lúc nào cậu cũng bảo tôi thế. Còn cô tôi lại rất nghèo, vài đồng bảng đối với cậu chẳng bỏ bèn gì, nhưng đối với cô tôi lại là món lớn đấy. Bây giờ nếu ta lựa lời thuyết phục, tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý cho cậu hết cả áo mũ. Thế là cậu trở thành người thợ giặt và đàng hoàng ra khỏi lâu đài. Trông cậu và cô tôi cũng có nét hao hao giống nhau, nhất là dáng người. Nhưng Cốc hùng hổ kêu lên, không phải vậy, vóc dáng của tôi trang nhã quý phái thế cơ mà. Thì của cô tôi cũng vậy, thôi được, tùy cậu thôi, tôi thông cảm và muốn giúp đỡ,
Thế mà cậu đúng là cái đồ xấu xa, tự phụ, vô ơn. Cóc nghe thế cuống cả lên. Thôi thôi, được rồi, cảm ơn cô nhiều nhiều nhé, thật là quý hóa quá. Nhưng nào, hãy thử nghĩ mà xem, liệu cô có tưởng tượng được cảnh ngài Cóc, chính là ngài Cóc ở dinh Cóc ấy, đóng giả thành một bà thợ dặn đi lang thang khắp nước Anh không? Cô gái cũng cao giọng đáp, lúc nào cũng chỉ muốn là Cóc thì cứ ở nguyên đấy, chắc cậu còn muốn có một cái xe tứ mã tới đón nữa chứ gì. Chàng Cóc thật như đếm ấy, lúc nào cũng sẵn sàng nhận ngay là mình đã sai. Nó vội nói, ấy chết, cô quả là người tốt bụng, thông minh, tháo vát. Còn tôi là con cóc ngu ngốc, tự phụ. Vậy cô hãy tốt bụng thêm một lần nữa, giới thiệu tôi với bà cô quý hóa ấy nhé. Chắc chắn chúng tôi sẽ có thể thu xếp được để làm đẹp lòng cả hai bên. Tối hôm sau, cô con gái lão quản ngục xách theo bọc quần áo giặt hàng tuần của Cóc, dẫn bà cô mình đến chỗ nó. Bà thợ giặt già đã được chuẩn bị trước về mục đích chuyến viếng thăm này. Vả lại những đồng tiền vàng đẹp đẽ, Cóc ý tứ đặt ngay trên bàn đã đơn giản hóa rất nhiều phép lịch sự xã giao. Do vậy cũng chẳng phải vòng vo bàn bạc gì nhiều. Đáp lại món tiền đó, bà lão trao cho Cóc một cái váy bằng vải bông có in hoa, một cái tạp dề, một tấm khăn choàng, một chiếc mũ rồng vằn màu đen đã bạc màu. Bà lão có thêm một điều kiện là phải trói bà ta lại, bịt miệng rồi quẳng vào một góc. Theo tưởng tượng bay bổng của mình, bà lão cho rằng cái mánh nhỏ thô thiển ấy có thể đảm bảo rằng bà ta vô can, bất chấp nhiều tình tiết đáng ngờ. Cóc rất hào hứng với yêu cầu của bà thợ giặt. Như vậy, cuộc vượt ngục của nó oách hơn nhiều, tiếng tăm của nó sẽ nổi như cồn. Một gã đặc biệt nguy hiểm và bất chấp tất cả, và nó sánh tay giúp cô cháu biến bà cô mình thành nạn nhân của một tội ác mà bà không thể chống lại được. Cô cháu gái bảo Cóc, nào, bây giờ đến lượt cậu, mau cởi áo khoác với áo ghi lê ra, gớm, cậu cũng béo ra trò đấy chứ nhỉ. Cô ta bật cười khanh khách và cố giúp Cóc đứt vừa chiếc váy hoa, rồi khéo léo quàng khăn quanh cổ nó, trông hết sức lịch sự, lại còn thắt hai dải dây buộc mũ thành một cái nơ đến là xinh. Vẫn không nén nổi tiếng cười khúc khích, cô gái nói, đích thị là giống hệt bà cô tôi rồi, chắc là cả đời cậu chưa có lúc nào được chỉnh tề như thế này, giờ ta phải tạm biệt nhau thôi, Cóc ạ. Chúc cậu gặp nhiều may mắn, cứ thẳng đường mà ra khỏi lâu đài, nếu có ai nói gì với cậu, thường vẫn vậy mà, cứ việc chuyện gẫu với họ mấy câu, nhưng nhất quyết phải nhớ kỹ cậu là bà quả phụ, chỉ có một thân một mình trên đời. Trống ngực Cóc đập liên hồi, nhưng nó vẫn cố gắng làm ra vẻ quả quyết bước đi. Nó chuẩn bị tinh thần rằng mình sắp dấn thân vào một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy bất trắc. Vậy nên Cóc ngạc nhiên đến không ngờ khi thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thậm chí nó còn thấy hơi bực mình vì cái bà thợ giặt mà nó đang đóng giả đây lại được nhiều người biết và để ý đến vậy. Chắc hẳn do bà ta là phụ nữ, dáng người mập mạp trong chiếc váy hoa quen thuộc là tấm giấy thông hành qua mọi cánh cửa im ỉm và những cánh cổng nặng trịch. Thậm chí khi Cóc lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay rẽ phải, một tên lính gác đang sốt ruột muốn uống nốt tách trà đã gọi Cóc và bảo phải qua cánh cổng hắn đang gác, còn giục nó nhanh chân, đừng bắt hắn đứng đợi mãi như vậy. Nhưng mối nguy thường trực đối với Cóc chính là những lời trêu đùa của cánh lính gác. Nó phải lập tức đáp lại sao cho dí dỏm và có duyên, trong khi bản thân anh chàng Cóc tự phụ thấy khiếu hài hước của họ nhạt phèo. Dù sao Cóc cũng cố giữ bình tĩnh, tất nhiên là khó ra trò để nhập vai bà thợ giặt cho tốt và đối đáp lại những lời trêu đùa. Do vậy, không có ai mảy may nghi ngờ gì. Dường như hàng giờ đã trôi qua, cho tới khi Cóc đi hết cái sân cuối cùng, từ chối những lời mời mọc nài nỉ không ngớt của đám lính gác và cả vòng tay dang rộng của một tên lính muốn ôm tạm biệt bác thợ giặt một cái. Chỉ khi nghe thấy cánh cổng ngoài cùng nặng nề sập xuống và cảm thấy làn gió thổi mát vầng trán nóng bừng, Cóc mới dám tin rằng mình đã tự do. Đầu óc vẫn còn quay cuồng vì cuộc đào tẩu thành công mỹ mãn, Cóc hối hả đi về phía thị trấn.
nó không mảy may nghĩ được tiếp theo phải làm gì, chỉ bụng bảo dạ rằng phải mau mau chóng chóng đi khỏi vùng này, nơi ai ai cũng biết và yêu mến bà thợ dặn mà nó đang phải đóng giả đây. Vừa đi vừa suy tính như vậy, nó chợt bắt gặp vùng ánh sáng xanh đỏ phía xa xa và tiếng động cơ hơi nước, tiếng tu tu xình xịch của đoàn tàu đang chậm chạp chuyển bánh từ xa rồi vào tai cóc. Nó như mở cờ trong bụng. À ha, may mắn không biết để đâu cho hết. Đúng lúc mình đang muốn đến nhà ga thì nó lại ở ngay gần đây. Chẳng phải đi khắp thị trấn mà tìm nữa, cũng không phải tiếp tục nhập vai bà thợ giặt khéo mồm gặp ai cũng tác chuyện được này nữa. Bà ta thật là chẳng có lòng tự trọng gì cả. Cóc đi thẳng đến nhà ga, tìm xem giờ tàu chạy và thấy ngay một chuyến đi về phía nhà nó sẽ khởi hành trong nửa tiếng nữa. Nó hí hửng reo lên, còn may mắn nào bằng. Rồi nó đi ngay đến quầy bán vé. Nó nói tên nhà ga gần làng mình nhất. Ngôi làng nơi dinh cóc là một công trình mỹ lệ ai ai cũng biết. Theo thói quen, nó thò tay vào túi áo ghi lê lấy tiền. Nhưng ô kìa, nó đang mặc váy kia mà. Thế mà nó chẳng nhớ gì về chuyện đó cả. Cóc hoảng hồn tìm kiếm nhưng không thấy cái ví thân thiết đâu. Trong váy áo chỉ thấy toàn những thứ lạ lùng. Nó vừa kinh hãi vừa tẽn tò đến mức chân tay không nhấc nổi. Trong khi những hành khách khác xếp hàng thành một hàng dài sau lưng nó, sốt ruột chờ đến lượt mua vé, có người còn nặng nhẹ vài câu giục Cóc nhanh lên. Cuối cùng không hiểu sao Cóc thấy mình đã ra khỏi hàng từ lúc nào và cố tìm đi tìm lại cũng vẫn không thấy tiền đâu. Không thấy cả ví đựng tiền lẫn áo ghi lê. Và rồi Cóc kinh hoàng nhớ ra nó đã bỏ quên cả áo ghi lê lẫn áo khoác trong hầm ngục. Cả cuốn sách bỏ túi, tiền nong, chùm chìa khóa, đồng hồ đeo tay, bao diêm, hộp bút chì. Cả những thứ làm cho cuộc đời này đáng sống. Những thứ để người ta phân biệt một anh chàng phong lưu với những gã lang thang. Được chăng hay chớ, chẳng bao giờ chuẩn bị gì cho những cuộc phiêu lưu đích thực. Trong lúc quẫn bách ấy, Cóc quyết định đánh liều một phen. Nó quay lại quầy bán vé và giải bày một cách nhã nhặn lịch sự nhất. Anh bán vé ơi, tôi để quên ví ở nhà mất rồi, phiền anh cứ bán vé cho tôi có được không? Ngay ngày mai tôi sẽ cho gửi tiền tới. Ở làng mọi người ai cũng biết tôi, anh ạ. Người bán vé chăm chăm nhìn Cóc và cái mũ bạc màu của nó một lúc rồi phá lên cười. Bà cứ đòi mua vé mà không chịu trả tiền thế này vài lần thì đúng là cả làng đều biết bà thật. Thôi, bà đứng tránh ra chỗ khác cho, để người khác còn mua vé. Một quý ông trung tuổi đứng ngay sau từ nãy giờ đã liên tục chọc vào lưng Cóc, giục nó nhanh lên. Nghe người bán vé nói vậy, ông ta đẩy ngay Cóc ra, lại còn gọi nó là quý cô. Và đó là điều làm Cóc tức giận hơn tất thảy những gì đã diễn ra trong buổi tối hôm đó. Trong lòng đầy thất vọng như một kẻ bại trận, Cóc lang thang như người mất hồn trên sân ga, những giọt nước mắt chầm chầm lăn xuống hai bên mũi nó. Nó cay đắng nghĩ tưởng như đã được an toàn về nhà, vậy mà mọi chuyện lại sôi hỏng bỏng không chỉ vì mấy xi lanh quèn. Và gã bán vé chỉ chăm chăm chú ý đến những chuyện vặt vãnh mà không chịu tin lòng trung thực của nó. Rồi chẳng chống thì chày, người ta cũng sẽ phát hiện ra cuộc đào tẩu của nó, sẽ săn lùng nó, tóm cổ được nó, xỉ vả nó, cùng tay cùng chân lôi nó trở lại nhà ngục với bánh mì, nước lã và ổ rơm. Số lính gác và án phạt dành cho nó sẽ nhân lên gấp đôi. Và ôi chao, cô con gái lão gác ngục sẽ thốt ra bao nhiêu lời mỉa mai nó đây. Cóc phải làm sao bây giờ? Đôi chân đã chẳng nhanh nhẹn gì cho cam, mà dáng người nó lại rất dễ bị phát hiện. Liệu nó có thể trốn dưới gầm ghế xe ngựa được không nhỉ? Cóc đã từng thấy mấy thằng bé dùng cái mẹo này khi chúng nổi hứng thay đổi hành trình, không theo kế hoạch đã được cha mẹ chu đáo sắp xếp cho. Còn mãi miên man suy nghĩ, Cóc chợt nhận ra nó đang đứng ngay trước toa đầu tàu. Anh lái tàu lực lưỡng một tay xắc can dầu, một tay cầm rẽ lau đang chăm chú tra dầu và lau chùi đầu máy. Trông thấy Cóc, anh ta nói, à, chào U già, có chuyện gì thế U? Sao trông U buồn so thế kia? Cóc nghe lời hỏi thăm thân tình ấy thì tủi thân quá, lại bật khóc tấm tức. Ôi, anh lái tàu ơi, tôi là mụ thợ dặn khốn khổ, tiền nong mất hết cả rồi,
chẳng mua nổi một tấm vé nữa. Cách gì đi nữa đến tối nay tôi cũng phải về nhà, nhưng lại chẳng biết làm thế nào cả. Ôi trời cao đất dày ơi! Anh lái tàu nói với vẻ thương cảm. Đúng là khổ thân U quá, đã mất hết cả tiền lại không về được nhà. Chắc là mấy đứa con U chúng nó đang đợi phải không? Cóc nức nở. Phải, phải, ôi các con tôi, chắc giờ này chúng đang đói meo, ngồi nghịch mấy que diêm, mấy cái đèn dầu tẻ ngắt. Ôi các con tội nghiệp của mẹ ơi, biết đâu chúng lại đang chí chóe cãi nhau. Mọi ngày thỉnh thoảng vẫn vậy, trời ơi là trời. Anh lái tàu nói. Thôi nào, để tôi nói cho biết phải làm gì bây giờ. U bảo U là thợ dặn phải không nào? Được, như vậy thì tốt quá. Tôi là dân lái tàu, U cũng thấy đấy, cái nghề này bẩn thỉu lem luốc chết đi được, không biết bao nhiêu quần áo mà thay cho đủ, mà vợ tôi phải giặt giũ nhiều vất vả quá rồi. Vậy nếu khi về đến nhà, U giặt cho tôi mấy bộ quần áo rồi gửi đến đây, tôi sẽ bằng lòng cho U đi tàu nhờ. Như vậy là làm trái nội quy nhà ga, nhưng đôi khi chúng ta cũng không thể cứng nhắc quá. Bao nhiêu thất vọng chán chường trong lòng Cóc ngay lập tức đã bay biến đi đâu mất hết. Nó mừng rơn, vội vã leo ngay lên tàu. Tất nhiên từ trước tới nay nó có biết giặt quần áo là gì đâu. Bây giờ nếu có thử thì nó cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dù sao thì nó cũng chẳng có ý định tự tay giặt giũ gì sức. Cóc nghĩ bụng, an toàn về đến dinh Cóc rồi, tiền lại sẽ đầy túi. Ta sẽ gửi cho anh lái tàu này một món kha khá, đủ để trả tiền giặt là. Như thế cũng có khác gì đâu, chưa biết chừng anh ta còn khoái hơn. Một nhân viên nhà ga phất cờ báo hiệu đã đến lúc khởi hành. Anh lái tàu đáp lại bằng một hồi còi lãnh lót, và con tàu từ từ chuyển bánh. Tàu chạy mỗi lúc một nhanh. Cóc nhìn sang hai bên thấy những cánh đồng, những hàng cây bụi rậm, những chú bò, chú ngựa, tất cả vụt qua trước mắt. Nó khoan khoái nghĩ rằng từng phút từng giây đang đưa nó về gần dinh Cóc hơn. Với những người bạn trung hậu, với tiền lèn chặt túi, cái giường êm ái tha hồ ngủ nướng và những món cao lương mỹ vị ăn chán thì thôi, mọi người sẽ không ngớt tán tụng và ngưỡng mộ Cóc sau khi nghe nó kể lể về chuyến phiêu lưu để đời và tài ứng biến hơn người của nó. Cóc bắt đầu nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, có lúc phấn khích quá nó còn hát tướng lên. Anh lái tàu thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Từ trước tới giờ anh cũng đã gặp các bà thợ dặn nhiều rồi, nhưng quả thực chưa thấy bà nào kỳ cục như thế. Con tàu mãi miết chạy, bỏ lại đằng sau hàng dặm đường dài. Cóc đang tính đến chuyện khi về đến nhà sẽ ăn món gì, thì thấy người lái tàu nhíu mày nghiêng người chăm chú lắng nghe. Đoạn anh ta trèo lên đống than, thò đầu qua cánh cửa trên nóc, quan sát phía ngoài rồi tuột xuống bảo Cóc. Lạ quá U ạ, đây là chuyến tàu cuối cùng đi về hướng này trong đêm nay. Nhưng thề với U là tôi đã nghe thấy một đoàn tàu khác đang theo sau chúng ta. Bao nhiêu sung sướng hân hoan trong lòng Cóc hừng hết cả lại. Bóng tối và tuyệt vọng như vừa đổ ập xuống. Nó cảm thấy một cơn đau nhói lên ở vùng thắt lưng và lan xuống chân. Cóc ngồi phịch xuống. Nó cố gắng nhưng vẫn không thể không nghĩ đến những điều tồi tệ rất có thể sẽ xảy ra. Đúng lúc đó mặt trăng ló ra khỏi mây và chiếu sáng vằng vặc. Anh lái tàu lại trèo lên quan sát, và lần này đã có thể nhìn rõ và xa hơn. Ngay lập tức anh kêu lên. Tôi thấy rồi, một con tàu khác đi cùng đường với chúng ta, nó chạy nhanh quá trông cứ như đang bám đuôi ta vậy. Cóc khốn khổ đứng lom khom trong đám muội than mù mịt. Nó vắt óc nghĩ xem phải làm thế nào, dù chính nó cũng hiểu rằng lần này khó mà tai qua nạn khỏi được. Anh lái tàu lại kêu lên. Chẳng mấy chốc mà họ sẽ bắt kịp chúng ta, hành khách trên tàu trông lạ quá kìa. Những người đàn ông ăn mặc như lính gác ngày xưa, tay cầm trường miêu. Mấy ông cảnh sát mặc giáp, tay cũng vung vẩy dùi cui. Lại có cả mấy người đàn ông quần áo rách rưới, đầu đội mũ len. Có lẽ là các thám tử cải trang đấy. Trong tay họ lăm lăm súng lục gậy gộc. Tất cả bọn họ đều đang vẫy chúng ta và cùng gào lên. Dừng lại, dừng ngay lại. Cóc nghe thế thì không giữ được bình tĩnh nữa, ngồi thụp xuống bên đống than, vặn vẹo hai tay và khẩn khoản kêu lên.
Cứu tôi với, anh lái tàu tốt bụng ơi, xin anh cứu tôi với, tôi thú nhận tất cả đây. Tôi không phải là bà thợ dặn như anh tưởng, cũng chẳng có đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp nào đợi tôi ở nhà. Tôi là cóc, ngài cóc chúa đất, ai ai cũng biết. Tôi vừa dùng mưu trốn thoát khỏi sự giam hãm đáng kinh tởm của kẻ thù. Nếu những tên trên chuyến tàu truy đuổi kia bắt được tôi, chàng cóc vô tội và khốn khổ này sẽ phải trở lại với gông cùm, bánh mì, nước lã, ổ rơm bẩn thỉu và biết bao cay đắng khác. Anh lái tàu nghiêm mặt, chăm chú nhìn cóc rồi nói, hãy nói thật cho tôi biết tại sao anh lại bị tù. Mặt cóc đỏ bừng lên, nó khổ sở nói, thực ra chẳng có gì đáng kể cả. Tôi chỉ mượn tạm cái xe ô tô khi những người chủ xe đang ăn trưa. Lúc đó họ có dùng gì đến xe đâu. Thật lòng tôi không hề có ý ăn cắp nó. Nhưng người ta, nhất là mấy ông ở tòa án ấy, cứ một mực thẳng tay với việc làm vô thức trong lúc cao hứng ấy của tôi. Anh lái tàu nghiêm mặt nói, xem chừng anh là một gã lấu cá phải biết. Đáng lý ra tôi phải giao anh cho nhà chức trách. Nhưng thấy anh khổ sở tuyệt vọng quá, tôi cũng không nỡ bỏ mặc. Một mặt tôi chẳng ưa gì xe ô tô, mặt khác tôi cũng không muốn bị đám cảnh sát sai bảo khi đang ở trên tàu của mình. Và cứ nhìn thấy ai khóc lóc thương tâm là tôi cũng thấy đau khổ, mũi lòng theo. Vậy anh cóc, phấn chấn lên đi nào, tôi sẽ cố hết sức giúp anh, biết đâu ta lại thoát được họ. Anh lái tàu và cóc cùng nhau hối hả xúc thêm than bỏ vào lò, hết xẻng này đến xẻng khác. Bầu không khí nóng như thiêu như đốt, những lưỡi lửa cuộn lên rừng rực, đầu máy như chồm lên rồi lao về phía trước, nhưng con tàu đằng sau vẫn bám đuổi mỗi lúc một gần. Anh lái tàu vừa thở hổn hển vừa lấy khăn quệt mồ hôi đầm đìa trên mặt nói, chẳng ít gì nữa rồi anh cóc ạ, thấy không, họ chạy nhanh như điện thế kia, chứng tỏ đầu máy của họ khỏe hơn của ta là cái chắc. Bây giờ chỉ còn mỗi một cách này nữa, cơ hội cuối cùng cho anh đấy, hãy chú ý nghe tôi này. Chúng ta sắp đi vào một đoạn đường hầm, sau đó tuyến đường sẽ chạy qua một khu rừng rậm. Tôi sẽ tăng tốc tối đa khi chúng ta vào đường hầm. Những người đang đuổi theo kia chắc sẽ giảm tốc độ một chút để phòng có tai nạn mà. Ra khỏi đường hầm, tôi sẽ dừng ngay động cơ lại và kéo phanh hết sức. Đó chính là lúc an toàn cho anh nhảy khỏi tàu và trốn vào rừng. Trước khi bọn họ kịp ra khỏi đường hầm và trông thấy anh, ngay sau đó tôi lại tiếp tục tăng tốc tối đa. Nếu họ thích thì cứ việc bám đuổi tôi, bao lâu bao xa cũng được. Anh chú ý vào, tôi bảo một tiếng là nhảy ngay. Hàng xẻng than lại được tiếp tục tống vào lò. Con tàu lao vút đi, đầu máy cứ rít lên từng hồi cho tới khi lao như bánh ra khỏi đường hầm. Bầu không khí trở lại trong lành và tràn ngập ánh trăng hiền hòa. Một bên đường tàu, khu rừng tối thẫm nằm im lìm như kẻ đồng lõa với cóc. Người lái tàu lập tức dừng động cơ và hãm phanh thật lực. Cóc bước xuống bậc thang lên xuống ở cửa, và khi tàu chậm lại chỉ bằng tốc độ người đi bộ, cóc nghe thấy người lái tàu hét to, nhảy đi! Cóc nhảy và lăn mấy vòng theo sườn dốc thoai thoải dưới đường tàu. Mình mẩy không hề hấn gì, nó lập tức bò dậy lùi ngay vào rừng, tìm chỗ trốn. Từ chỗ ẩn nấp nhìn ra, nó thấy đoàn tàu tăng tốc trở lại rồi vượt khỏi tầm mắt với một tốc độ khủng khiếp. Rồi lập tức đoàn tàu đuổi theo cũng lao vút ra khỏi đường hầm. Tiếng đầu máy rền vang, đám người trên tàu liên tục vung cao vũ khí và hét lên, dừng lại ngay. Con tàu đã đi khỏi. Lần đầu tiên kể từ khi bị tống vào ngục, cóc bật ra một tràng cười sảng khoái. Nhưng nó chẳng cười được lâu, vì chợt nghĩ ra rằng vào lúc khuya khoắt, tối tăm và lạnh lẽo này, nó đang ở trong một khu rừng xa lạ, rất xa dinh cóc và bạn bè, lại không xu dính túi, chẳng dám mong được miếng nào vào bụng. Và khi đoàn tàu rền rĩ ồn ào ấy đã đi khuất, sự tĩnh lặng chết chóc của chốn hoang vu này mới thật là hãi hùng. Nó không dám rời chỗ ẩn nấp trong hốc cây, nhưng rồi trong đầu lóe lên ý nghĩ phải chạy khỏi đường tàu càng xa càng tốt. Nó đành đâm bừa vào rừng. Sau nhiều tuần bị giam cầm giữa bốn bức tường, rừng đối với cóc bây giờ thật lạ lùng và đáng sợ. Nó hoàn toàn không còn thấy vui thú gì nữa. Bầy cú mũi sao sắc bay, mà cóc ngỡ như các toán lính đang lùng sục, thắt chặt vòng vây quanh nó. Một con cú lặng lẽ xà xuống, khẽ sượt vào vai làm cóc một phen giật nảy người.
vì tưởng bàn tay nào đã tóm được mình. Còn cú thì vỗ cánh bay qua bay lại như loài bướm đêm, phá ra tràng cười hô hô hô. Cóc cho là vô cùng khá ố. Cóc còn chạm trán một con cáo. Cáo đứng nhìn cóc từ đầu tới chân, rồi dở giọng châm chọc. Chào bà thợ giặt, tuần này giặt giúp tôi chiếc bít tất và cái áo gối nhé. Làm sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Rồi nó cười rinh rích, vên mặt ngú nguẩy đi thẳng. Cóc tìm một hòn đá để ném cáo, nhưng không thấy. Điều đó làm nó tức tối khó chịu hơn cả. Cuối cùng, lạnh cóng, đói meo và mệt nhoài, cóc rút vào một hốc cây, kiếm cành lá khô giòn thành cái ổ dễ chịu nhất có thể, rồi lăn quay ra ngủ một giấc tới sáng. Hết chương 8.